Xin chào quý vị và các bạn, rất vui được gửi tới quý cô chú anh chị và các bạn những hình ảnh tại thủ đô Hà Nội. Hiện tại Việt đang ở trên Vincom 3 triệu quý vị và các bạn. Trước màn hình quý vị và các bạn là ngã tư Đoàn Trần Nghiệp và Ngô Thị Nhậm. Hôm nay là ngày thứ Bảy 26 tháng 11 năm 2022. Cũng là ngày mà các cửa hàng vẫn còn sale Black Friday. Mời quý cô chú anh chị cùng Việt đi một vòng trung tâm thương mại Vincom. Để cảm nhận không khí mua hàng giảm giá tại trung tâm thương mại Vincom 3 triệu quý vị và các bạn. Các cửa hàng Việt thấy đều giảm 50%, 70% quý vị và các bạn. Quý cô chú anh chị và các bạn lần đầu tới kênh của Việt, hãy tặng Việt một like cũng như đăng ký kênh ủng hộ Việt. Cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Ở đây còn là mua 2 tính 1. Thấy các shop quần áo thì có vẻ đông khách hơn quý vị. Thank you.
So với các năm trước về thấy vắng hơn. Bây giờ là 9:30 sáng quý vị và các bạn, sáng thứ bảy. Tôi đang ở dưới tầng 1, quý vị và các bạn. Tôi thấy các cửa hàng chuyên kinh doanh buôn bán mỹ phẩm, nhưng mà cũng vắng khách.
Phi đang ở ngã tư Thái Phiên, Bà Triệu, quý vị và các bạn. Từ sáng tới giờ thủ đô Hà Nội mưa suốt. Cảm ơn quý cô chú ý chị công việc thì trải nghiệm không khí ngày Black Friday tại Vincom Bà Triệu, những hình ảnh trên tuyến phố Bà Triệu. Chúc quý cô chú ý chị và các bạn luôn tràn đầy niềm vui và dồi dào sức khỏe. Hẹn gặp lại quý cô chú ý chị và các bạn ở các clip tới của Việt.